Công ty công nghiệp nặng Doosan Vina, khu kinh tế Dung Quất vừa ký hợp đồng chế tạo và cung cấp 4 bồn chứa cho tổ máy số 5 và số 6, công suất 1.400 MW của nhà máy điện hạt nhân Shinkori, Hàn Quốc. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt vì lần đầu tiên thiết bị điện hạt nhân được sản xuất tại Việt Nam. Được biết, Doosan Vina là một trong 4 thành viên của tổ hợp nhà thầu xây dựng tổ máy 5 và 6 của nhà máy điện hạt nhân Shinkori. Trước đó, tổ máy 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Shinkori đã vận hành vào năm 2011 và 2012. Tổ máy số 3 đã kết nối lưới điện vào tháng 1 năm 2016 và dự kiến tổ máy 4 sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm 2017. Để được phép sản xuất các loại thiết bị điện hạt nhân, công ty Doosan Vina đã được Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Mỹ, một tổ chức toàn cầu chuyên về kiểm tra và cấp chứng nhận cho các công ty muốn tham gia sản xuất thiết bị điện hạt nhân, trao 6 chứng nhận gồm NBT, NA, NS, CNBT, CNA, CNS vào năm 2014. Doosan Vina là một công ty đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á được trao chứng nhận sản xuất các sản phẩm này.